Chào các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ trải nghiệm về trồng củ hành mà lấy lá ăn các bạn, các cháu. Đây là củ hành tôi mua để trồng các bạn. Lúc này hành nó mát. Mình trồng lấy lá mình ăn tại chỗ cho nó tiện. Kiếm cái chừng vài cái ba cái chậu như vậy nè các bạn, các cháu. Rồi bỏ phân vô. Phân chuồng quay mục. Mình trồng chừng hơn một tháng là nó có ra lá cho mình ăn. Mình cắt đít rễ khô khô á, cắt cho nó mau ra, rồi cắt đít, cắt bớt mà cái rễ khô. Cái ngọn nào mà cao quá mình cũng cắt bớt đó các bạn, cao. Rồi mình trồng được rồi các bạn, cháu trồng được thấy cây xong xong cái lỗ rồi để trồng trồng nó ló ló lên vậy nè. Mình kiếm vài ba cái chậu nhựa vậy nè, rồi mình mua củ hành gì mình trồng vô. Mình có củ hành mà có hành lá mình ăn, lấy lá mình ăn. Chỉ tốn một khoảng đất nhỏ là mình để vài chậu mình trồng, mình có hành mình ăn các bạn, các cháu. Cái này dễ trồng, trồng là nó tưới sương 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 cho nó ẩm ẩm là nó lên lá nhanh, lên mạnh lắm. Nó rất dễ trồng. Chỉ cần vài cái chậu đen dòng nhựa vậy đó, rồi bỏ phân vô
phân chuồng, phân rác ủ mục rồi đó. Nó trồng cái tưới nước mỗi ngày, tưới sương sương đó, cho nó có ẩm độ nó lên mạnh. Rồi đá rồi mình tước rồi mình ăn. Cần nấu canh, nấu cháo gì đó. Ra ngoài chỗ trồng đó, tước vài lá hành, sắc nhuyễn bỏ vô cháo, vô canh gì đó, rất tiện. Không có tốn công chăm sóc nhiều các bạn. Đó. Rồi cái mình xịt nước rồi để trong góc nào đó khoảng chừng 1 tháng nữa nó ra lá dài, cách ăn lần được rồi các bạn. Nó chịu nắng, khỏe mà nắng. Hồi này nó cũng chịu nắng luôn. Để mà nắng trồng 3 chậu mới có như vậy là trồng hành lấy lá, trồng củ hành mà lấy lá ăn nó xin tạm dừng nha các bạn, cháu trồng xong được 3 chậu rồi. Cảm ơn các bạn, các cháu xem nha.